Các bạn thân mến, hôm nay là sáng 12 tháng 11. Thì hôm qua tôi làm video có hai cái cây này. Về buổi trưa hôm qua thì có mấy cây thì các bạn đã sưu tầm hết thì tôi làm hai cây này thì video chắc chưa ấy, thì tối hôm qua chưa bạn nào ấy thì tôi vẫn để đây. Thì sau khi làm video thì một đứa em, một cô em người đồng bào thì nói là tôi lấy thêm 4 cây nữa. Tôi có một cây dài lá rất xanh thì tôi đang để kia vì nó dài và tôi chẻ không kia. Và tiện thể thì cuối video tôi cũng khoe với các bạn mấy cây tôi trồng. Tất nhiên tôi trồng những cây tôi cũng thấy nó đặc biệt, mà nó nên đặc biệt là cái kỳ nổ tam bố của tôi nó vẫn đi ngọn, nó xanh. Còn đây cây này thì con thực kinh thì tím. Còn hai cây đây là tôi trồng lên thì tôi cũng chia sẻ. Đấy, chậu chậu hai là 500, chậu một 500 thì tôi trồng lên thì hai chậu này. Còn những cái này thì không chia sẻ, những kia thân tím nó rụng sụn lá. Thì bạn nào rảnh thì cũng quan tâm về cái việc tôi trồng thì có thể phía sau video thì tôi sẽ giới thiệu mấy chậu, còn tôi đi vào cụ thể. Thì hôm qua quay thì không biết các bạn nhìn rõ không, thì hai cái này là tôi đưa video tối qua, nhưng mà buổi tối thì tôi ngủ thì các bạn điện riết thì tôi không nghe, có mấy bạn điện thì buổi tối thì tôi không nghe. Đấy, cây này thì lá nó rất xanh, mà hôm qua tôi ghi là cây 2, như tôi hôm nay tôi ghi lại thành H1 cho dễ vì hôm qua sợ nhầm mấy video chưa hôm qua. Thì mấy cây này vẫn của Gianni vì tôi nên làm việc ở Gia Lai. Thì đây là gọi là góc phong lan nhỏ, chứ còn vườn lan mini, vườn lan TV1 tôi thì ở nhà ở con tum. Đấy, cây này rất xanh, nó có cái thân gãy này, mấy cái đây cũng gãy này, đấy nó gãy chỗ đây. Cái này thì nó dài hơn 60 phân, gạch của tôi hơn 20. Các bạn thấy hôm nay mấy cây này này đều hơn 2 viên gạch hết, mấy cây mới đấy ở cái đấy. Thì cây này thân nó cong 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 cong, lá thì nó chủ yếu lá nó xanh và nó thắt ngọn. Vì video của tôi thì đưa lên thì tất nhiên cũng nhiều bạn bận, lúc này xem được, lúc khác xem không xem được. Đấy, thân sau còn rễ ở đây đấy. Thì cây này nó có 2, 4, 6 thân già, và một cái thân này nó còn queo nhưng nó cũng rất là dài. Đấy, mặt sau của nó đây. Nó thắt ngọn hết rồi. Đấy, hình này là 600.000. Hình hai này là 800.000. Đấy, cây loại này nó rất cứng. Rất cứng, lá nó lá tre, cây này lá rất to. Không phải nó ít, lá nó không tròn, nhưng mà lá to. Cái này thì có một lá vàng bên này đấy, cái này tôi cũng đưa qua vì đây là cái mạch rễ cây này nó mỏng mỏng, người ta chỉ bóc được cái mạch rễ cây này thôi, đến rễ gốc rễ cây. Đây là mặt sau đấy, thì mô tả thân này đấy, từng các cái thân này nó màu nó hơi hơi vàng, không xanh như cái cây kia. Cái kia thì thân xanh đấy, còn mặt sau lá đây thì tôi quay đấy, nó có những cái lá nó bị gãy này, thì các bạn nào mà sưu tầm lan rừng thì cũng biết, chứ còn một bạn nào chưa biết thì bảo lá khi mà gửi đến nó có thể nó vàng vì lan rừng người ta bóc ra này, thì gửi đến các bạn thì tất nhiên một số lá nó vàng. Đấy, cây này thì nó dài hơn 60 cm, là cây hình số 2 này, là hình số 2 là 800.000. Đấy, thân thân trước, mặt trước thân của cây nó đen đen xì, nhưng mà như trên ngọn đây các bạn nhìn các bạn thấy này. Đấy, mặt trước thật lá cây 800.000. Sang cây thứ ba này thì nó cũng dài. Đấy, cái này các bạn nhìn một viên gạch này,
gần được bán gạch rất dài. Thế cái này và cây số 4 này thì tôi lấy để giá là 700.000 cây Jani. Cây này thân màu xanh, để tôi để này quay. Ở đây nó dính một cái mảnh này không khéo nó đóng nó nghiêng. Đấy còn đây này dính những cái mảnh vỏ cây. Cây này thì thân nó có vẻ là xanh. Được. Một cái thân này nó gãy này, nó gãy từ trước này. Nghĩa là những cây này thì cái thân nó như thế nào thì tôi để nguyên chứ cũng không bao giờ cắt đi. Một gãy này, 2, 4, 6, cái này có 6 thân già. Còn như cái này cái thân nó khô từ bây giờ thì mình nó có hai cái thân nó khô. Đấy thì cây này thì nó cũng rằng cái thân nó khá là xanh. Thì tôi cứ quay lên đây các bạn. Hình như chỗ đây gãy này. Đấy. Còn thân này nó vẫn còn cái vỏ nụ. Đấy được rồi. Còn đây vào cái thân chính của nó thì cây này nó cong queo. Lá này nó dòng nó che nhưng nó cũng dày, nó không mỏng. Đấy thì các bạn xem thì đây là mặt mặt bên này. Đấy, ngọn đã thân ngọn. Cây là dài thằng 90 cm. Ui, đóng mấy cây này rất là. Đấy, còn đây mặt sau của nó đây. Đấy thì nhiều bạn cứ bảo là chụp hình thì nhìn nhưng mà thực tế tôi quay này các bạn nhìn cây này là 700.000. Để sang cây số 4 này thì cũng 700.000, các bạn thấy lá nó xếp nó rất là đẹp. Đấy thì cây này thân nó này rẽ nó nghĩ là nó có cũng 6 thân già. Đây còn mấy cái thân cũ cũ nhỏ từ ngày xưa không đó. Nhưng mấy cái thân này là nó khô khô rồi. Còn đây mấy thân này nữa. Để còn những cái nan dần này thì nó có thể xóa cái này sờ không biết có mắt hoa nào không. Hình như nó nở hoa rồi. Cái này nở hoa rồi. Như các bạn nan dần thì nhiều bạn cũng cứ hỏi bảo hoa như thế nào thì thực tế là người ta lấy rừng về thì hoa nó nở thì chưa biết, những cái này lá vàng này thì các bạn là nó sẽ rụng. Đấy còn thân nó đây tôi quay cây này lá xếp trông cũng rất là đẹp. Đấy các bạn nếu lá nó gãy nó càng vàng này, nhưng mà cây này cũng dòng cây cứng này cũng như cái cần câu này. Đấy. Lá nó xếp rất nhập. Đấy các bạn thấy cây này nó xấp xỉ vào bên cạnh. Đây cái đầu. Đây thì tôi quay. Các bạn nhìn. Đấy. Đấy là mặt trước. Còn mặt sau đây. Đấy, mặt sau nám như thế để tôi cứ quay cho các bạn xem. Đấy, cây này thì nó là cây số 4 là giá là 700.000. Sang cây số 5. Cây số 5 thì nó được gần hai viên gạch là khoảng chắc khoảng 50 cm. Thì cây này là 900.000 thì cây này nó cũng là đặc biệt. Thì tôi thấy nó đặc biệt thì tôi nói nó đặc biệt. Còn tùy các bạn cái cây này rẽ rất dài bắp, cây này mọc ở cái cây to. Đấy, cây này nó bị cong cái ngọn này, nhưng tôi nói đặc biệt là vì cái lá nó rất là dày, rất dày và nó nhỏ. Đấy các bạn thấy không, lá tre nhỏ đấy các bạn thấy không? Đây khi mà để so với các này các bạn thấy đấy, lá nó nhỏ ti mà nó dày. Đấy cái cây này là 900.000.
Thì tôi đưa đây là tùy các bạn thôi, còn nhiều khi các bạn cứ hỏi kỹ quá thì nó không được, hoặc là bảo chụp Zalo thì nó khó, cái đầu lá nó bị ấy. Đấy, lá của nó như là lá nó rất nhỏ, cái đầu ngọn này nó thắt rồi nó cũng hơi bị gập gập rồi, lá rất nhỏ mà nó cứng, lá nhỏ nhưng dài. Đấy, còn mặt sau của nó đây thì các bạn nhìn, các bạn xem đấy. Thân của nó lại chả xanh mà nó, nhưng mặt mặt bên này thì nó lại đỏ nữa các bạn này, khả năng nó dai nắng nên nó đỏ. Cây này này bị gãy một cái thân đây, thân này. Cái mặt này thì tôi thấy nó đỏ au này, nhưng mà chắc là nó ra ở trên ánh nắng nhiều, thì Tây Nguyên nó nắng gió đấy. Ba thân nó đỏ lên tận ngọn, nhưng còn cái thân năm ngoái này nó vẫn vàng các bạn này. Mặt bên này nó cũng vàng và mặt bên kia cũng vàng, cái này có hoa, đầu nó cũng vẻ hơi hơi nổ đấy. Thì cái thân năm trước nữa thì mặt trên nó đỏ đấy, còn cái thân thân già năm ngoái thì đây các bạn nhìn này. Đấy, như có những cây thân vàng thì lại lá vàng, như cây này lại thân vàng lá xanh đấy, lá xanh đét. Còn đây nó còn có cái vỏ lụa trong đấy, thì tôi nói nó đặc biệt là tôi thấy nó khác những cái kia, thì tôi bảo lá rất xanh mà thân này khi thân già thì nó vàng, còn cái thân mấy năm trước này thì nó mặt trên này đỏ nhưng mặt đằng sau này thì vàng chới. Đấy, thì cây này tôi thấy nó khác những cây kia thì tôi nói nó là đặc biệt các bạn. Còn nó đặc biệt như thế nào thì các bạn xem thì tôi cứ quay nhé. Còn đây là cái gốc từ ngày trước nó khô. Nhãn là nó rất nhiều, cái này cũng nhiều năm rồi, nó từ đây là những cái thân nhỏ nhỏ, thân vàng nó gãy. Nó gãy hết rồi. Đấy, nó có cái thân là mặt này thì nó vàng, mặt kia thì nó xanh, nó tím. Tức là chắc nó bị nắng mặt trời. Như cái này trên này thì nó lại, những cái thân này nó đấy, thì nó nói như thế nào thì tôi nói chứ tôi cũng chả hiểu lắm về, tất nhiên mới trồng cũng chưa biết mặt hoa mà hết các cái loại này là chịu, cái này ra hoa đấy. Có cái thân hai thân này, mặt này vàng mặt kia là đỏ tím tím tím, nhưng tôi đoán chắc là trời nắng, do trời nắng vì Tây Nguyên cái mùa khô là nắng, vì cái này nó những cái này nó tồn tại 2-3 năm rồi. Như bên này thì thân nó vàng chới này, như con lá xanh đấy tôi nói đặc biệt là cái thân, thường thường thân vàng lá xanh, như mấy cái đây là thân thân là xanh thì là nó xanh thế thôi, thân xanh là xanh thì bình thường. Như tôi cũng quay rõ, nhiều khi các bạn cứ hay hỏi củ lá thì tôi cứ quay hẳn lên đây đấy. Đấy, thì cây này đặc biệt là tôi nói đặc biệt là cây này là 900.000 hình số 5, sang hình số 6 thì là 1.100.000. Cây này nó cũng rất là xanh, à quên, cái thân của nó xanh chứ còn thân xanh lá xanh mà nó dài. Cây này các bạn nhìn hình dung mà treo ra sổ hoa cũng rất là tuyệt vời. Còn có thân nào nó gãy không? Đây có thân nó gặp gãy này. Nó được mấy thân, hai thân, 5 thân, 6 thân, 7 thân, như cái thân này khô rồi. Đấy thì tôi treo này, tôi quay cho các bạn xem. Cái này thì nó dài lắm. Đấy, ngọn cái này lá tre nhưng mà rất dài này các bạn này. Đấy, các bạn xóa bàn tay lên này. Nó phải mười mấy cm mà lá rất nhỏ. Thấy chưa các bạn thấy? Đấy. Đấy thì tôi quay cho các bạn xem. Đấy là mặt trước của nó. Còn mặt sau của nó đây.
Cây này thì thân xanh lá xanh, lá tre mà nó lá tre ở dòng lá mỏng, cũng không mỏng lắm, cũng hơi dày dày. Đấy thì tôi quay cho các bạn xem kỹ. Chứ không nhiều khi các bạn lại cứ hỏi tôi nhưng mà chụp Zalo thì tôi cũng chịu. Thôi thì các bạn xem kỹ thì nếu ưng thì sưu tầm, còn không là vì các bạn nếu các bạn nhắn tin thì các bạn nhắn một tin điện thoại chứ nhắn trên Zalo nhiều khi xem sau xem xong thì lại bán hết rồi. Đấy, thân của nó thì nó là như thế. Cây này sọc trắng nhưng mà cái sọc này nó rất ngắn, nhiều cái sọc nó dài lên đây. Thì cây này không phải thân nổ. Đấy, lá nó rất rất là xanh. Đấy, cây này rất dài, cây này thì cây này nó hơn 3 viên gạch, nó phải hơn khoảng 1 mét để các bạn, đây tôi để nằm này. Đấy, thì cây này là 1.100.000. Đấy, nó hơn 3 viên gạch, gạch của tôi gạch 30, hơn 3 viên gạch này, nó phải 1 mét. Đấy thì các bạn, thì cây này là hình số 6 là 1.000.000 đồng. Đấy thì như lúc đầu thì tôi còn cây thì số 5 này là 900.000, cây này rất là đặc biệt. Đấy các bạn thấy lá nó so với kia nó nhỏ hơn, nhỏ mà dài, lá cứng cứng lắm, nó cứng như mấy bạn thường mà nó nhựa. Còn đây có một cái kỳ xanh sạch là tôi chăm không xanh không lên được. Cái kỳ xanh sạch này đưa lên là nó có một cái mầm nữa nhưng mà nó không lên được, tôi chăm nó phải kiểu như cái kiến heo xô của tôi đây là mấy cái này là loại kiến to, kiến kiến nguyên bản là có cái vỏ cây đây nhưng mà tôi chăm nó không lên. Nhưng mà có một cây là đặc biệt không có tí tím à, xanh ngắt ESO nhưng mà xanh, ESO kia nó tím tím đấy, lá nó cũng tím tím, lá nó tím tím kia nhưng mà cây này là xanh ngắt. Đấy thì tôi giới thiệu các bạn về mấy cây của tôi thì bạn nào rảnh thì xem. Còn đây một cái chậu này, cây này cũng rất đặc biệt, thân nó tôi trồng cũng đã một thời gian rồi vì nó còn lá nên tôi không, nhưng cây này lá rất dày, lá dày như cứng ngắc này, các bạn thấy chưa? Cây này nó cũng chỉ được khoảng hơn 1 gang tí, khoảng 25 cm. Thân của nó đây gốc nó cũng có mấy cái để hỏi như cái này thân nổ. Thì cái này cái chậu này tôi đưa lên thì như vì nó vẫn còn lá thì 500.000 thì tôi chia sẻ như đây vì nó còn lá nên tôi không cắt rễ. Nhưng mà nó chưa phải mùa xuống rễ nên tôi chưa cắt rễ một số cây, cắt một số cây chưa cắt. Như cái này thân tơ của nó nồ nồ đây nhưng phần đầu nó rất nhỏ tí. Thường thấy đặc biệt tôi trồng đây, cái cây này là 500.000 thì chia sẻ. Còn đây một cái chậu một, cái này tôi ghi để quay trước là chậu hai này. Chậu hai này cái lá xanh mà dày. Chậu 1 này thì cũng 500.000 này, thì tôi trồng đây, cái chậu này là chậu thân nổ. Thân nổ xanh xanh mấy hai là cái cổ lá nó cũng khá là sạch. Thì tôi cứ trồng ở đây rồi thì nếu đây tôi cứ cầm lên cho các bạn xem thì tôi mới buộc vỏ thông. Còn quá trình trồng thì tôi cũng hay chia sẻ các bạn. Còn như ở Vườn Lan Mini một số cây nó phát triển nó cũng rất là tốt. Đấy, cái này thân nồ đây là cái cũ nó nồ tí này, vì nó còn lá nên tôi không có rẻ. Đấy còn cả cái thân của nó, nhưng mấy cái này nó nồ tí này, nó được 3 thân nồ này. Cái này thì nó cơ bản là nó tôi thấy nó cũng khá sạch, mặc dù tôi trồng lên đây nó đâu nó cái lá nhưng mà nó bị dập nó vàng rồi. Quá trình vận chuyển nó dập nên khi mình tưới nước nó bị vàng, các bạn thấy không? Còn mấy cái lá này nó không dập nó không ấy, lá gốc cũng vàng.
Cây này nó được khoảng 25 cm. Còn đây thân lá thì tôi quay các bạn, nó vẫn có một vài chấm tím, như tôi thấy cái cổ lá nó có vẻ nó sạch không. Đấy, thân của nó vẫn có chấm tím, nhưng tôi thấy cổ lá nó cũng sạch sạch này. Đấy, các bạn thấy chưa? Vì nhiều bạn cũng hay hỏi cổ lá của Niếc, nên tôi thấy mấy cây này tôi trồng thì tôi cũng quen đây. Thân nó có chấm tím nhỏ nhỏ, các bạn thấy tôi quay nét như Sony thì các bạn xem. Cây này thì nó nồ, bởi vì cái thân con của nó trong rừng nó nồ này, thì nếu chăm thì chắc là nó là nồ luôn. Đấy, những cái này ngấn hay không thì các bạn nhìn các bạn biết. Nhưng tôi thấy nó khá sạch cái cổ lá, mà thân nó cũng hơi hơi vàng vàng, nghĩa là nó không phải xanh mà nó dạng như nó. Nhưng mặt trước là thì nhiều chấm đấy, chấm tím nó vẫn có, nhưng mà nó mức độ ít, trông nó như kiểu chấm bình chứ không phải tím ngắt như một số. Đấy các bạn ơi, mấy cái lá này nó dập nên tôi để nó vàng, nhưng nó ngọn nó vẫn còn này, nó bắt đầu thắng ngọn này. Đấy, nó cứ dập nó vàng. Còn đây thì tôi mới buộc vào cái mảnh của thân thôi, một mảnh của thân tôi để đây nó chưa dễ. Đấy, tôi quay lại các bạn, vì như quá trình quay nhiều bạn cứ nói hỏi về cổ lá của Niếc, nên là đấy nó như thế nào thì tôi quay. Như cây này tôi thấy nó khá là sạch này, chứ không phải là xanh sạch, vì cái thân này nó không xanh, cái củ của nó xanh nhưng mà nó dạng dạng như kiểu hơi hơi đây, cái thân này chỗ đây xanh nhưng mà có chỗ nó hơi vàng vàng, kiểu như là như nhìn cái thân này nó kiểu trong trong đấy. Các bạn nhìn cái thân từ mà thì đấy là tôi giới thiệu về cây này, thì tôi vẫn buộc vào đây thôi, thế thôi. Thì tức là làm sao cho cái gốc nó khỏi ẩm, nó ẩm quá là nó dễ bị thối cái rễ, các bạn hiểu không, thối rễ thối mầm, nên là cứ buộc cách lên một đoạn. Đấy là hai cây là tôi còn chia sẻ, nhưng mà còn đây cái cây này thì tôi cũng quay lên cho các bạn biết. Cái cây con cây kinh của tôi thân nó bị nồ lên này này, như các bạn thấy không, cây này thì ngàn lá ngọn nó tím ngắt này. Nó được mấy sen thằng em nó cho thì tôi không làm, tê cái dân lá tím ngắt, thân nó nổ, cái mầm bên này nó cũng đang đi, cái mùa này bắt đầu thắt ngọn, nhưng cái này nó nổ rồi nhưng ngọn nó vẫn hình như nó vẫn đi đấy. Nó lại khác biệt với cây nổ tam bố. Cây nổ tam bố này tôi trồng cũng được mấy tháng, từ mấy tháng năm nó chưa nổ ra, bây giờ đi ngọn xanh nét này, các bạn thấy để hai cái ngọn khác nhau này, vì khi mình để so sánh thì mình mới biết này. Đấy, cây con cá kinh này lá dày, lá dày lắm, lá dày lá nhựa như tím ngắt. Đấy, còn cây này thì lá nó cũng dày nhưng không dày bằng cây này, nhưng ngọn xanh. Đây là cây cây nổ tam bố, cái cây này chính xác nổ tam bố, thì thằng em nó lấy thằng núi tam bố cách đây mấy năm nó cho cái kỳ, nên tôi khoái nên tôi cắm cái lông nhím vào đây cho nó. Đấy, mang tính chất gọi như là hàng rào, hàng rào lông nhím. Đấy, thì những cây tôi chia sẻ. Ừ, còn đây cái cây mà hoàn trả, tức là tôi gửi nhầm địa chỉ, mà đi 18 ngày trên bưu điện thì trồng đây thì nó rụng lá nhưng mà chưa ấy, vì không có tưới. Cái cây con này thì ngày để bán là có cây xanh sạch, nó thân nó rất xanh, nó rụng nó lá đấy, nhưng mà chưa nên. Còn cây con này khả năng là hỏng mất, nó khô vì 18 ngày, cây này nó non quá. Còn hai cái kiến như thì một cái thân xanh, một cái thân vàng. Thân vàng trông nó nổ nè các bạn, thì nó vẫn này, nhưng mà đấy cái này xanh tét này, cái kiến kiến nhỏ là kiến xanh. Thì tôi cứ để trồng ở đây thôi, thì nó
bao giờ nó ra rễ, nó ra rễ mấy cái mấy thân này là loại nhỏ nhỏ này thì hoa rất hay đẹp này, thân xanh lá tre nhỏ này. Vì tôi quay tôi xem những cây mà hoa đẹp đẹp là thường nhiều cây, rất nhiều cây mà ăn rất đẹp đấy. Còn đây tôi có một cái chậu là gọi từ cái đợt tôi ghi là thân đồ đỏ này, thì nó đâu đã quay chia sẻ các bạn cái này nó không ra rễ nhưng nó ra lá lá. Vì cái cây này của tôi cái mầm tơ nó bị hỏng từ trong đây là rụng lá, hình như nó ra rễ đấy, chẳng biết phải rễ mà nhìn từ không. Cái này thân nồ nó ngắn mà nó rất là đỏ đỏ au đấy, các bạn nhìn bên này nào. Đấy thân đỏ au chưa có triệu chứng ra mầm, nhưng cứ để đây là nó hôm trước nhìn cái rễ đây nó ra một cái rễ xanh xanh lên, nhưng mà bây giờ nó lại trắng rồi. Đấy, cái để mùa nó đây. Còn đây là cái cây tôi nói là thân thân to lá nhỏ, cây này thân rất to, hoa đốt ngắn lá sai nhưng mà lá rất nhỏ. Cái lần tôi mấy lần tôi quay thì nó có mấy lá nó rụng nốt rồi, rụng nốt. Bây giờ vì cái này tôi buộc cái sữa dừa để biết làm gì không, thì chưa thấy ra rễ chứ, lâu lâu chả ngó kỹ chẳng ra rễ chẳng biết. Đấy cái này thôi. Còn đây cây tôi gọi là cây bỏ bỏ táp này, tôi đặt tên cho nó oai này, nó không có dấu hiệu thắt ngọn các bạn thấy không, tức là trong một sấp đấy là nó rụng hết lá, riêng cái này nó còn mấy lá nó không ấy, một cây nó còn còn queo này. Tôi thích tên tôi để và tôi đặt tên là bỏ táp, nó chưa có dấu hiệu thắt ngọn. Cây này lá cũng rất dày và lá nhỏ này các bạn, là tre dày nhỏ cứng đanh này. Nên là lá nó không qua quá trình ấy đâu. Đấy cây này lá rất xanh, thì tôi cứ trồng đây để chờ sổ hoa. Tôi gọi cây bỏ táp. Đến video này tôi làm đến đây là kết thúc. Thì bạn nào sưu tầm cái nào thì nhắn tin số điện thoại của tôi là 0965 895 207. Các bạn nhắn tin thì dễ kiểm tra hơn, chứ các bạn nhắn Zalo nhiều khi xem thì đã bán mất rồi. Đến hôm nay chỉ có 6 cây. Cây thứ nhất này là 600 này, cây thứ hai 800, cây thứ ba số 4 là cây số 3 700, cây số 4 700. Và cây số 5 là 900, cây số 6 1 triệu 1. Và hai cái chậu này của tôi, một chậu lá xanh nhỏ này thì là 500 và cái chậu kia thì cũng 500. Để bạn nào ưng thì nhắn tin xin hỏi. Còn những cái con cà kinh này thì tôi trồng tôi không chia sẻ để nó rất tím. Thì video này tôi làm đây kết thúc, tôi xin cảm ơn và chào tạm biệt các bạn.